Quốc Bảo và Phương Trinh. Xin được chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đã cùng đến với chương trình Tần số tình yêu. Chương trình Tần số tình yêu được phối hợp thực hiện bởi Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh cùng với công ty Truyền thông Bi và được phát sóng định kỳ vào 21:35 thứ sáu hàng tuần trên kênh HTV7. Đối với Phương Trinh thì ngoại hình có quan trọng trong tình yêu không? Có người thì sẽ nói có, nhưng mà có người thì sẽ nói là không. Riêng Trinh thì Trinh cảm thấy là không. Dạ hả? Tại vì cái quan trọng mà Trinh thích nhất ở cái người đối diện của mình á là cái tâm hồn, cái sự tri thức á. Vậy thì bà bật mí chút xíu và chia sẻ cho tất cả quý vị và các bạn được biết. Nhân vật chính đó chính là một nhân vật nữ. Và đây là một cô gái rất là đáng yêu, dễ thương. Cô gái này cũng phải mất một khoảng thời gian là xưa cổ hay hơi tự ti chút xíu, hơi e dè, hơi ngại ngùng chút xíu với ngoại hình của mình. Nhưng mà ngày hôm nay thì cô ấy lấy hết can đảm nè, lấy hết tất cả những cái gì năng lượng của mình có và cá tính và sự bình tĩnh nhất để xuất hiện trong chương trình, để mong muốn tìm được một nửa kia của mình. Trước khi mà đón chờ nhân vật chính, chúng ta sẽ cùng chào đón 5 vị khách mời để xem là ngày hôm nay cô bé của chúng ta sẽ được gặp gỡ 5 chàng trai như thế nào nha. Xin mời 5 vị khách mời của chúng ta ạ. Mừng năm bạn và mời năm bạn về vị trí của mình ạ. Dạ, xin mời. Bây giờ là không gian để cho các bạn giới thiệu một vài nét sơ lược về bản thân của mình. Chúng ta bắt đầu từ chàng trai ở trong cùng ạ. Xin mời bạn. Xin chào anh Bảo, xin chào chị Trinh và chào các bạn có mặt ngày hôm nay. Em tên là Hoàng. Hoàng là đến từ đâu? Em đến từ Việt Nam. Không nói được tiếng Việt thì mình ngồi đây mình chơi được không? Dạ, em nghĩ là được anh. Dạ, em nghĩ là được anh. Nói vậy đi em. Cố tình ghé người ta. Dạ, em xin giới thiệu lại. Em tên là Minh Hoàng, hiện tại em 24 tuổi. Công việc hiện tại của em là tiếp viên hàng không. Và tới tham gia chương trình ngày hôm nay thì hy vọng em sẽ kiếm được bầu trời của mình. Và hy vọng rằng đây sẽ là một chuyến bay khá thú vị dành cho bạn ha. Chúng ta đến với chàng trai thứ hai. Xin chào anh Quốc Bảo và chị Phương Trinh. Em tên là Nguyễn Việt Hùng. Em năm nay là 25 tuổi. Hiện đang là seller của công ty bất động sản. Đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Một bên là hàng không, một bên là bất động sản. Đúng rồi. Còn chàng trai thứ ba với ngoại hình khá là cá tính và thời trang nè. Xin mời. Xin chào anh Bảo, xin chào chị Phương Trinh. Em tên là Tấn Hoàng. Năm nay em 24 tuổi. Em đến từ Huế. Và nghề nghiệp hiện tại của em là kiến trúc sư. Em đến chương trình này mục đích là tìm nàng thơ của cuộc đời mình. Em không là nàng thơ. Anh cũng là một chàng kiến trúc sư bơ vơ. Và để coi các bạn thứ tư này sẽ là một anh chàng như thế nào. Xin mời bạn. Xin chào anh Bảo và chị Trinh. Em tên là Khắc Vĩ. Hiện tại em 26 tuổi và đang làm nhân viên kinh doanh, làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Và em hôm nay em đến đây là để kiếm tìm lại nhịp đập của mình. Chắc là lâu lắm rồi, cái nhịp đập nó hơi bị chệch nhịp đó. Rồi, cảm ơn vị rất là nhiều. Còn bây giờ, chàng trai thứ 5. Cho em gửi lời chào đến anh Bảo và chị Trinh và tất cả mọi người đang xem trên màn ảnh nhỏ. Em tên là Nguyễn Xuân Kiều. Công việc hiện tại của em là bất động sản. Quê của em là ở Gia Lai. Hiện tại em đang sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Ngày hôm nay thì có bảo thấy là cái dàn khách mời của chúng ta thứ nhất là rất là đa dạng về vùng miền nè, và mỗi người đều có một cá tính rất là riêng nha. Một hộp bút chì màu quá nhiều màu sắc. Không biết là cô gái của chúng ta sẽ dễ lựa chọn hay không. Đúng rồi, sẽ tô vẽ những cái bút chì màu này như thế nào đây. Thì bây giờ chúng ta cùng nhau đón chào nhân vật chính của chúng ta. Xin mời ạ. Xin mời em hãy giới thiệu bản thân của mình đi. Dạ em xin chào mọi người. Em tên là Yến Nhi. Em cao 1m47 và em nặng 74kg. Công việc hiện tại của em là diễn viên. Lúc đầu thì mình trong tâm trí mình tưởng tượng là một cô gái đẹp, cao, rất là đẹp này nọ. Mình nghĩ ghê gớm lắm. Thế mình thấy Yến Nhi ra mình bất ngờ, mình kêu
nhìn sao mà tròn tỉnh dễ thương thế. Thế là mình nói chung là nhìn vô ánh mắt đầu tiên cũng có cái cảm xúc là dễ thương, dễ mến, dễ gần liền. Tại vì bạn ra bạn mỉm cười với tất cả mọi người thấy ăn ý rồi đó. Mình hơi bất ngờ với một cô bé có ngoại hình hơi tròn tròn, nhưng mà mình cũng vẫn muốn tìm hiểu. Bé, cho anh hỏi thiệt là ế bao lâu rồi? Dạ em ế 8 năm rồi. 8 năm là một con số không quá nhiều cũng không quá ít. Chị hy vọng là con số này nó sẽ chấm dứt tại đây, ngày hôm nay, giây phút này trong chương trình Tần Số Tình Yêu. Cảm ơn chị. Rồi, em tới đây có món quà gì tặng cho năm khách mời không? Em có mang một món quà tặng đến cho mọi người. Chắc là đồ ăn phải không em? Dạ đúng rồi. Anh đây đoán đại đó nha. Em nói hay sao? Dạ không, em mua. Tại vì em nói thiệt với mọi người là em không có biết làm bánh, nhưng mà vì mọi người ở đây cho nên em muốn đem cái sự ngọt ngào của em đến tặng cho mọi người. Hay quá. Bánh đinh đinh mini. À dạ vậy ạ. Cho em mời anh chị trước. Mời khách mời trước đi, MC kệ đi. MC bỏ ăn bên. Bỏ ăn bên đi. Dạ em mời anh số 1 ạ. Đúng rồi, mình có cái phần chào hỏi, mình tương tác với từng chiếc bánh nó khác nhau như thế nào. Giây phút đầu tiên chạm mặt nhau là đừng có nhìn tôi như bên kia kìa. 2, 3, vô. Em mời anh ăn cái bánh em mới mua. Anh chọn màu nào? Em thích màu nào? Em thích màu xanh cho anh. Anh cũng đang mặc áo màu xanh, cảm ơn em. Dạ em cảm ơn anh. Em có thể nói với anh một câu được không ạ? Em nói vài câu cũng được. Anh ơi, đất Bạc Liêu đầy nắng và gió, gái Bạc Liêu vừa chịu khó là dễ thương. Nếu một mai mẹ anh cần dâu thảo, về Bạc Liêu kiếm em nha. Công việc của anh hiện tại là tiếp viên hàng không. Anh đã chinh phục bầu trời cũng vài năm nay rồi. Nhưng mà vấn đề ở đây là anh đang muốn tìm một trái tim anh chinh phục. Khoan cho hỏi là Bạc Liêu mình có chuyến bay không ạ? Tương lai em sẽ mở chuyến bay riêng từ Thành phố Hồ Chí Minh về Bạc Liêu. Rồi anh đậu ở đâu? Anh đậu nóc nhà em hả? Mình không có sân thì mình ra ruộng mình đậu cũng được em à. Dạ xin được cảm ơn cặp đôi đầu tiên. Dạ em mời anh số 2 ạ. Chào em. Dạ em chào anh. Em tặng anh chiếc bánh màu sô-cô-la. Cái bánh màu sô-cô-la mà đi kèm với cà phê. Mà cà phê thì đắng nhưng mà em rất là ngọt. Nó sẽ làm cho tình cảm của mình sẽ có vẻ là có cái màu và mùi vị nó. Dạ em cảm ơn anh. Mình xin nha. Thời buổi bây giờ Covid rất là ghê. Nếu mà anh bị corona thì anh tìm bác sĩ, còn anh cô đơn quá thì anh phải tìm em. Anh biết không? Còn bé đáo để thiệt. Anh đang cần một quầy cà phê cùng em và sẽ thử thức cùng chiếc bánh này. Dạ em đồng ý ạ. Em cảm ơn anh. Màn tha thính qua lại đất Thảo Mai với nhau. Dạ em mời anh số 3 ạ. Chàng trai đến từ Huế. Dạ em mời. Ok, anh thì anh không có ăn đồ ngọt được, nhưng mà anh thấy em ngọt ngào quá nên anh thôi anh pha lì anh ăn luôn. Dạ rồi em cảm ơn. Em cảm ơn rất nhiều. Ok, cảm ơn em rất là nhiều. Trăng lên đỉnh núi Trăng Tà, anh là chữ lớp, em là chữ du. Trời ơi, giết chết tôi bằng cách đấy, ngọt ngào như thế tôi lăn ra đây mất thôi. Trời ơi, em bé chuẩn bị như là năm anh năm câu đó. Lưới là quăng ra vậy nè, quăng ra. Anh cho em gửi cái bánh. Em có thể chọn cho anh một cái không? Bởi vì anh biết em chọn nó sẽ ngon. Em chọn nó sẽ ngon hơn. Mà anh cầm muỗng. Em cảm ơn. Có nghe nói nè nó không? Nói nè. Em thì bây giờ hết tuổi thơ rồi. Em chỉ tuổi thân thôi. Anh có tuổi thân thì anh tìm đến em nha. Im đó đi. Dạ cảm ơn. Xin mời chàng trai cuối cùng theo số thứ tự lên nhận bánh và nhận thính ạ. Em chào anh. Chào em. Em sẽ tặng chiếc bánh, không biết anh muốn ăn bánh màu gì ạ? Bánh màu gì cũng được, miễn em chọn là được. Vậy em chọn cho anh một cái bánh màu vàng, cái bánh nãy giờ ở đây đặc biệt nhất. Dạ, nãy giờ tất cả thanh niên kia lên đây không tặng quà em, anh có tặng quà. Pen, pen, pen. Thôi cái kẹo. Dăm ba cây kẹo múc thì có nhầm nhò gì. Hãy về bên anh đi, em cảm thấy hạnh phúc. Có kẹo múc là hạnh phúc. Vậy anh cho em nói một câu nè. Nha. Rồi, mời em. Má anh á. Ơi ơi. Có muốn ơi. Em khoan từ, mình bớt nhấn lại được không? Cái đoạn đó mình bước nhẹ nhẹ thôi. Bây giờ bình tĩnh nè. Bình tĩnh. Có thể đây là gu của mình. Nhưng mình nên giữ bình tĩnh và tự trọng. Câu này là câu thính quan trọng. Bình tĩnh lại. Má anh có muốn làm xui với má em không? Tất nhiên là có rồi. Trời ơi, quá trời dễ thương. Chính cặp này được nè. Như vậy là những màn thả thính, những màn tặng bánh tặng kẹo cho nhau đã kết thúc. Còn bây giờ thì chúng ta hãy thả sóng cảm xúc nhé các chàng trai. 3, 2, 1,
Xin mời. Cá tính rất là hòa đồng, như là gu của mình. Một bạn nữ rất là năng lượng, rất là tích cực, mà phải nói là nhỏ mà có vỏ. Đối với mình, ánh mắt, tâm hồn, bên sâu thẳm trong con người mới là quan trọng. Chứ là vẻ bề ngoài có thể thay đổi được. Chàng trai rất nhiều. Ấn tượng đầu tiên của em mang đến cho mọi người là một nguồn năng lượng rất là tích cực. Quý vị thân mến, vậy là chúng ta vừa đến với những cái bước chạm ngõ đầu tiên của hai họ. Họ đã gặp nhau rồi, trao bánh cho nhau rồi. Nhưng những điều thú vị còn đang chờ đợi chúng ta ở những khoảnh khắc tiếp theo. Chúng tôi sẽ quay trở lại trong vòng ít phút. Quý vị đừng đi đâu cả nha. Xin chào mừng quý vị và các bạn đang quay lại với chương trình Tần số tình yêu. Thoải mái không em hả? Dạ thoải mái. Ổn chứ hả? Dạ ổn, ổn. Thấy con bé đung đưa không chạm đất là thấy thoải mái rồi. Anh muốn hỏi lại một câu nữa là ngày hôm nay Nhi đến đây, Nhi mong muốn tìm cho mình một chàng trai như thế nào? Em không có hình mẫu lý tưởng, nhưng mà người yêu của em sạch sẽ và thơm tho. Nhiều đó thôi là đủ rồi. Sao cái gu người yêu em giống như cái gu em lựa đồ ăn quá ha. Đó, các anh trai nghe cái là biết rồi nha. Ngày hôm nay anh nào cũng rất là tươm tốt. Ai cũng sạch, ai cũng thơm hết trơn em. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chuẩn bị theo dõi một cái đoạn clip. Và đoạn clip này rất là thú vị. Và các chàng trai ơi, qua đoạn clip này thì các bạn sẽ hiểu hơn về cái cô gái nhỏ này. Vì đó sẽ là những ý kiến của những người bạn bè nè, hoặc là những người thân xung quanh chia sẻ về Nhi. Và ngay bây giờ xin mời mọi người hãy cùng hướng mắt lên màn hình. Xin chào mọi người, mình là Tức Thành, là một người anh, một người bạn của Yến Nhi. Thì đối với Thành thì Yến Nhi là một cô bé vui vẻ, nhiệt tình. Nhi rất là hay giúp đỡ người khác. Và Nhi cũng khá là hòa đồng. Tuy nhiên Nhi có một cái khuyết điểm là Nhi sống nội tâm. Nhi ít khi mà chia sẻ cái suy nghĩ của mình với người khác. Đôi khi là Nhi có những cái chuyện buồn, Nhi cũng không có tâm sự được cho ai hết, và Nhi cứ giấu trong lòng thôi. Thì đó là cái khuyết điểm khá là lớn của Yến Nhi. Dạ, theo em nghĩ thì với cái sự trưởng thành, khô cằn, lạnh lùng cơ của chị Yến Nhi, thì một anh chàng ấm áp, dịu dàng, hay nói hay cười, đặc biệt là có cái tính hài hước đó, tinh tế, biết để ý những cái tiểu tiết nhỏ nhặt nhất của một người con gái, thì sẽ không hợp với chị Yến Nhi đâu. Mà thay vào đó, một anh chàng hợp với chị Yến Nhi là biết nấu ăn nha. Tại vì nhìn ngoại hình Yến Nhi là biết rồi đó, chỉ cần nấu ăn giỏi, nấu ăn ngon thôi là hợp với chị Yến Nhi rồi. Dạ, vậy thôi. Khi mà chị biết em tham gia chương trình Tần số tình yêu thì chị rất là bất ngờ. Nhưng mà thôi kệ, chị biết em ế lâu rồi, cho nên là chúc em tìm được tình lang của mình nha. Nhưng mà nếu mà lỡ, chị chỉ nói lỡ thôi nha, duyên phận thật sự chưa có tới thì hãy cứ về nhà đi, có mọi người đang chờ. Theo dõi đoạn clip này thì em thấy sao? Em thấy mấy bạn chơi kỳ quá. Chơi kỳ quá hả? Dạ, sao kỳ vậy? Có nhiều cái đúng, có nhiều cái không đúng. Ví dụ như em đâu có ham ăn đâu, mà bạn số 2 nói là chỉ cần nấu ăn ngon là được. Cũng đúng chị luôn mà, ai cũng thích ăn ngon hết. Ai cũng thích ăn ngon mà. Dạ, vậy là mấy bạn em ai cũng nói đúng đó. Vẻ lương lẹo dễ sợ. Rồi bây giờ thôi, mình là con trai mà, mình chủ động đi. Ai có câu hỏi đặt cho bé Nhi xin mời ạ. Anh chào Nhi. Anh nghe anh Kiết Đan nói là chỉ cần nấu ăn ngon thì sẽ có thể quan tâm được em nhiều hơn. Anh có một ưu điểm đầu tiên là nấu ăn ngon. Anh không biết là em người miền Tây thì mình thích ăn những món ở vùng miền hay là mình thích ăn những món như thế nào em ha? Dạ, món này em cũng thích hết. Món này em ăn cũng được. Nhưng mà anh cho em hỏi lại là anh thích ăn món gì nhất? Ngày xưa ở dưới quê thì anh thích ăn món mẹ anh nấu. Anh làm việc và sinh sống ở đây thì anh tự nấu ăn. Thì những món anh nấu là những món đồng quê, và đặc biệt anh rất là thích du lịch ở miền Tây Nam Bộ. Cho nên là anh nấu cũng được khá món miền Tây Nam Bộ. Quê của bạn ở đâu? Dạ, quê em ở Đồng Nai ạ. Có hay xuống Bạc Liêu không ạ? Đi ngang qua Bạc Liêu thôi, nhưng mà hy vọng lần tiếp theo em xuống Bạc Liêu thì em sẽ được ở vài ngày. Có cái gì đó rất đặc sắc đang chờ bạn ở Bạc Liêu. Dạ. Anh xuống Bạc Liêu anh ở vài ngày á, chắc anh ở khách sạn quá, tại vì em đang ở thành phố Hồ Chí Minh. Lên đi hết rồi hả? Dạ, là gốc ở Bạc Liêu thôi. À, vậy là về quê thăm gia đình đi, ông bà này nọ. À, dạ vậy thì được. Nhưng mà về thì hú em. Anh gọi em được không? Anh hú thì nó sợ xa quá không tới. Dạ không. Mà cứ là em tới liền. Nhưng mà anh số 2 ạ. Anh có gì muốn hỏi em không? Chào Nhi. Dạ chào anh. Vấn đề là bây giờ anh cũng có một cái gọi là muốn hỏi em chút xíu về cái quá khứ một chút nha. Ngày trước đi, thì là mình quen với người bạn trai, và là mình quen được bao lâu? Em quen bạn em trong vòng 4 tháng. Lý do chia tay là cũng một phần em lên thành phố em làm, một phần là cũng là con nít, lúc đó là tuổi ô mai á, cho nên là em không có lắng nghe bạn nhiều hơn. Cho nên là
em là người chủ động tới chia tay bạn. Cái tính khí của anh ấy thì nó không hẳn là khó chịu, nó cực kỳ dễ. Nhưng cái vấn đề ở chỗ là những lúc anh căng thẳng mệt mỏi thì là em sẽ xử lý như thế nào? Những lúc anh căng thẳng hay mệt mỏi hả? Là lúc anh đi làm về đúng không ạ? Đúng rồi. Em chỉ cần nấu cho anh một bữa và chuẩn bị đồ đạc cho anh tắm thôi. Em không muốn nói nhiều, tại vì một người đàn ông ở ngoài đường người ta đã mệt mỏi, người ta nói nhiều rồi. Về nhà thêm một người phụ nữ nói nhiều nữa, nó giống như một cái chợ ở trong tai anh đó. Cho nên em không muốn như vậy. Em muốn cho anh một cái khoảng lặng nào đó cho anh tự lắng xuống và anh tự hết căng thẳng mệt mỏi, anh sẽ tìm đến em. Anh số 3 có muốn hỏi gì em không? Không biết em có thích những cái cung đường của Việt Nam không nhỉ? Cung đường đi phượt đồ đó. À dạ em thích ạ. Anh thì luôn phượt độc hành trên chiếc xe mô tô của anh suốt 4 năm nay. Và anh luôn ao ước anh tìm lại một thứ kỷ niệm trên những cung đường đó của người mình thương. Và thức dậy ngắm người mình yêu, nấu cho nhau ăn những bữa sáng thật là lành mạnh. Trước giờ anh luôn cô độc và anh tìm một người để hiểu được gọi là nội niềm của anh và cùng anh làm những điều đơn giản và hạnh phúc nhất. Dạ em cảm ơn những chia sẻ của anh. Nhưng mà anh không sợ anh chở em đi rồi anh sẽ mệt hả? Nếu như mà những cô gái khác thì người ta sẽ rất là nhỏ nhắn, người ta sẽ ngồi, người ta thủ thỉ bên tai anh những cái lời ngon ngọt. Còn em nãy anh thấy em leo lên cái ghế không tới rồi chiếc xe của anh, mỗi lần em lên là anh phải cõng em lên, anh chịu nổi không? Chỉ cần lý do, tất cả là chuyện nhỏ đối với anh. Em ơi, nếu mà em sợ vấn đề đó thì em về với đội của anh, mình đi máy bay không à? Đi đâu cũng được hết á, không chỉ là những cung đường đẹp nhất ở Việt Nam đâu mà là những cung đường đẹp nhất ở trên quốc tế nữa em. Nhưng mà tôi nói cho bạn biết này, máy bay á, trời mưa hay giông bão nó không đi được. Nhưng mà em đã thử cảm giác cùng nhau đi dưới mưa chưa? Đó mới là cảm giác của một người đàn ông trưởng thành. Cho em đến chính là tí xíu, trời mưa hay giông bão thì chuyến bay vẫn đảm bảo an toàn cho hành khách. Tại vì lý do em là một tiếp viên hàng không thì cho nên em nói này tí xíu. Trời mưa hay giông bão thì có lệnh cất cánh vẫn được cất cánh. Và lúc đó chúng tôi đang nắm tay ngắm bình minh vào hoàng hôn ở một nơi rất là đẹp. Cho nên là mình không có cần sợ cái việc là chở không nổi em ha. Máy bay lo hết. Thế nhiều quá. Em ơi, cái vấn đề là giờ trời mưa đi, thôi mình ở nhà anh nấu hoặc là món gì đó, hoặc là anh sẽ làm một vài cái đồ ăn vặt, ví dụ là bắp rang bơ, và trời mưa bắp rang bơ ngon lắm ạ. Vâng, chúng ta đang có một cái cuộc tranh cãi giao thông, bên đây là đường bộ, bên đây đường hàng không. Bên ở đây nhà đi, ở nhà. Nhưng mà quan trọng như thế này em nè, cuộc sống hàng ngày em đi di chuyển bằng phương tiện gì? Dạ em đi bằng xe máy ạ. Xe máy, thế mô tô có thích hơn không? Dạ em cũng có mô tô, nhưng mà em đi xe máy nhiều cũng mỏi tay. Nếu như mà anh chịu chở thì về với đội của anh đi. Hàng ngày anh sẽ đeo trên con xe mô tô của anh và ngắm những thứ thay đổi nhỏ nhất. Ủa vậy là anh định hai đứa mình về rồi đi vòng vòng không làm gì ăn hết hả? Không thì là ví dụ là trong lúc mình đi làm này, chúng ta tận dụng những khoảng thời gian ở bên nhau. Dạ. Việc bên nhau là được. Chúng ta đến với anh chàng thứ tư nào. Anh muốn hỏi em là ngoài việc thích anh thì em có thích đi phượt không? Dạ có, em thích đi phượt. Em giống anh nhưng mà anh sẽ thích đi nếu có em trong chuyến đi đó. Em có đồng ý đồng hành cùng anh cùng những chuyến đi phượt xa không? Em sẽ đồng ý nếu như mà ngày hôm nay anh cho em một cái gì đó để làm lòng tin. Tại vì có rất là nhiều người nãy giờ rủ em đi máy bay, ở nhà ăn bắp rồi đi phượt xe máy mà nhiều quá rồi. Nếu như mà không có một cái lòng tin là chắc chắn thì những lời đó thì nó cũng như gió, nó bay đi luôn mất tiêu thôi. Tại vì niềm tin ở đây không chỉ ở lời nói mà sẽ có những hành động sau đó. Rồi. Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, xin mời anh chàng thứ năm ạ. Đó, vô chuyện rồi đó. Như là mấy chàng trai đã giờ tranh giành em quá nhiều và những câu nói thờ thốt có thể là đưa em đi xa, đưa em thế này, có thể quan tâm em như thế nào đó. Anh không, đến với nhau đi rồi mới biết. Thì bình thường ví dụ như anh làm bên bất động sản, ban ngày anh làm cực, làm nhiều quá thì có thể là anh bất động và anh sẵn. Anh về nhà, anh gặp em, về em dịu lại thì anh có thể ấm êm bên em. Vậy mà em cứ tưởng buổi sáng anh đi bất động sản, buổi tối về anh mua nhà cho em ở chứ. Không, cái đó thì tất nhiên là có rồi. Khi nào mà thời cơ nó đến với anh thì tất nhiên là chúng ta có một mái nhà nào đó ấm áp rồi. Nhi có muốn hỏi gì năm chàng trai em cứ hỏi thoải mái luôn. Đúng rồi, tương tác. Dạ, em muốn hỏi anh số 1 ạ. Ok, anh nghe em. Bình thường anh ở nhà, anh buồn, anh thường tâm sự với ai? Anh sống trong một môi trường làm việc nó khá là căng thẳng. Và lúc nào anh cũng giữ cái năng lượng tích cực cho mình để mình có thể bước qua được cái những cái bước ngoặt đó. Nãy giờ mọi người đang nói về du lịch khá nhiều. Và anh cũng nói bật mí cho em một tí xíu luôn là khi mà em đi du lịch với anh á, về vấn đề lưu trú thì mình chưa nói tới ha. Nhưng về vấn đề di chuyển thì anh đảm bảo với em là mình sẽ được miễn phí khá là nhiều nơi. Ừ,
rãi ha. Chẳng à, Phương Trinh rất là mê cái này nè, tại vì Phương Trinh rất là hay đi du lịch. Đúng rồi, cho em hỏi anh số 2 nha. Em không biết cái quá khứ của anh như thế nào, nhưng mà nếu bây giờ em ví dụ thôi, nếu như mà em chọn anh á, thì anh có mất mặt với bạn của anh là em có một thân hình mẫm mỉm như vậy không? Thật sự ra là gia đình anh, mẹ anh hay là dì của anh đều là hệ Chupi. Và là anh rất tự hào khi có một người bạn gái, người ta thấu hiểu cho anh và là đi bên cạnh anh. Có thể là sau này em về với nhà anh thì là em sẽ phù hợp với mẹ anh và anh nữa. Dạ em cảm ơn. Em muốn hỏi anh số 3. Ơi anh đi. Em muốn hỏi anh á, mẫu người yêu của anh là như thế nào? Người trầm tính thì anh sẽ cần một người thấu hiểu và ngược lại với anh. Em có hiểu quy luật của hai thanh nam châm không? Càng ngược nhau nó mới hút nhau, chứ mà giống nhau quá nó sẽ đẩy nhau ra xa. Nên hy vọng là qua câu nói của anh em sẽ hiểu anh. Em muốn hỏi anh số 4 là theo anh như thế nào gọi là gia đình? Theo anh á, thì một gia đình là nơi mà cái sự tràn ngập yêu thương trong đó, cái sự ấm áp, nói chung là chở che và bao bọc lẫn nhau. Anh nghĩ đó là một gia đình. Em thì lại nghĩ cái gia đình của anh á là sẽ có em. Thì nơi đó sẽ rất ấm áp. Dạ cảm ơn. Em muốn hỏi anh số 5, anh định khi nào tiến tới hôn nhân ạ? Cái này thì anh phải... Lớn chuyện á. Cái này là tới công chuyện thật. Nói cho vui vậy thôi, chứ thật sự tiến tới hôn nhân thì mình không có biết được lúc nào mình quyết định là cưới hay không. Thường thường cái cuộc sống của mình á, đôi khi em nghĩ là tầm 2-3 năm nữa em cưới. Cái đôi khi hạnh phúc mình á, nó vỡ òa lúc đó. Có thể em cưới ngay trong, có thể ngày mai cũng có thể. Dạ. Theo em nghĩ á, thì mình tìm hiểu khoảng bao lâu thì có thể đi đến hôn nhân? Dự tính của em á là khoảng chừng 32 em sẽ có gia đình. Tại vì hiện tại á, em đi làm, em muốn kiếm thêm thu nhập để em lo cho ba mẹ em lo cho bản thân em, và sau đó em không còn vướng bận gì nữa, em mới có thể tâm trí đến với anh. Nếu như mà em đến với anh mà em còn quá nhiều thứ để lo cho gia đình em, cho gia đình lớn của em á, thì em không thể nào hạnh phúc trọn vẹn được. Nếu mà hai đứa mà có tiến tới với nhau, tại sao em không chia sẻ cái việc đó, hai đứa cùng xây dựng và mình sẽ đi đến hôn nhân sớm hơn? Hoặc là cái việc mà em chăm lo cho ba mẹ của em một mình em, và tại sao mình không cùng nhau hợp sức để cái việc đó nó tiến triển nhanh hơn? Dạ em hiểu. Trước thì em cảm ơn anh, nhưng mà đối với em á, khi mình chưa có là gì của nhau, mình chưa cưới, mình chưa kết hôn, thì em sẽ không bao giờ đặt nặng cái vấn đề là anh phải lo cho gia đình em. Em là một người con gái tự lập, cho nên là thì ok, anh thương em, anh lo cho gia đình em thì một phần nào đó em cảm ơn, và em cũng lo ngược lại cho gia đình anh. Nhưng mà để lo toàn bộ cho gia đình em thì em không chấp nhận điều đó. Cho anh hỏi một tí là điều thiêng liêng nhất đối với tình yêu, quan điểm tình yêu em là gì? Điều thiêng liêng trong tình yêu đối với em á, đó là một có một em bé nhỏ. Em không có gọi nó là ràng buộc, nhưng mà nó có một em bé nhỏ thì giữa hai người á, nó sẽ có một cái liên kết với nhau hơn. Không biết Phương Trinh có thấy không, đây là một cô gái rất là năng lượng, rất là thú vị, rất là giải trí và cũng còn đam mê nghệ thuật nữa. Và thường những người có máu gì á thì thích làm những cái điều điên rồ trong tình yêu lắm. Còn không biết Nhi sao? Nhi có bao giờ làm một cái gì đó điên rồ nhất trong tình yêu chưa? Cái chuyện điên rồ nhất trong tình yêu của em á là cũng là cái bạn mối tình đầu của em luôn. Đó là một ngày đó là tụi em đi ăn với nhau. Sau khi về thì trời mưa lâm râm. Tự nhiên lúc đó em nổi máu anh hùng lên, em không cho bạn đó chở em, mà em bắt bạn đó ngồi phía sau em cầm lái xe em chở. Ghê vậy, lúc đó đi xe gì nhớ không? Em đi chiếc cúp, em chở như một vị anh hùng gì đó, em bảo vệ bạn, em sợ bạn lạnh, em còn cởi cái áo khoác của em mà cho bạn mặc. Wow. Nè, em mặc vô đi. Không bảo mưa luôn, không bảo mưa luôn. Em ngồi em chở gì nè, mà lúc đó em cảm thấy mình rất là hạnh diện vì mình đang bao bọc cho tình yêu của mình. Tại phía sau ngồi trước cũng cạn hết gió. Em hơi buồn khúc này. Ủa là nãy điên rồ là chở vậy là điên rồ đó hả? Em thấy như vậy là điên lắm. Đâu, thấy dễ thương mà ta. Dễ thương, ý kêu là bạn ấy kêu là con gái mà tạo ra một cái hình ảnh mà chở che cho con trai á. À, nó hơi ngược ngược. Vì em đâu có tình yêu nào thứ hai đâu mà nói nhiều điên rồ. Sau thời gian vừa rồi mình tâm sự với Nhi nhiều rồi, thì năm chàng trai cảm thấy Nhi như thế nào? Có hợp tần số với mình hay không? Và mình có thả sóng cho cô bé này nữa hay không? Hay là mình, ồ, đúng rồi, cô bé này rất là dễ thương, mình nên thả sóng cho cô ấy nữa đây. Chúng ta sẽ cùng đến với nút bấm quen thuộc để thả tim dành cho nhân vật nữ chính. 3, 2, 1, xin mời. Trực tiếp trao đổi, mình thấy quý Nhi rất nhiều. Thường thường những người mà có năng lượng tích cực như vậy thì
sẽ có những nội tâm rất là sâu xa. Mình thấy Yến Nhi là một mẫu người của gia đình, hơi nhoi theo lời bạn bè của ấy nói. Cảm giác là ô, đây là đúng là người mình tìm kiếm bấy lâu nay. Là một người rất là nội tâm và quan tâm đến tất cả mọi người xung quanh. Vỗ tay nha, một lần nữa lại full team. Xin cảm ơn tình cảm của tất cả năm chị trai dành cho bé Nhi ngày hôm nay. Vừa rồi là những giây phút mà chúng ta đã tìm hiểu càng ngày càng sâu hơn về cái cô gái nữ chính ngày hôm nay, và chắc chắn sẽ còn rất nhiều tình huống thú vị và đáng để chờ đợi trong những cái phần tiếp theo. Trước khi đến với những phần đó, xin mời quý vị và các bạn hãy nghỉ giải lao trong vòng ít phút, chúng ta sẽ quay trở lại ngay thôi. Đang quay trở lại với chương trình Tần số tình yêu. Và chúng ta sẽ cùng đến với trò chơi, những cái trò chơi khá là thú vị. Và qua những cái trò chơi này thì các cặp đôi của chúng ta sẽ được gần lại với nhau hơn, có thể chạm nhau, hội ý với nhau để chúng ta có những cái điểm chung nhiều nhất có thể. Đúng rồi, một bạn nam và một bạn nữ có thể tương tác gần hơn để có thể hiểu được là ở cái tần số của mình có cùng với nhau không. Tại vì đôi khi không cần nói mà đã hiểu nhau rồi. Đúng rồi, vì vậy chúng ta có trò chơi ngày hôm nay có tên gọi là Không cần nói nhưng mà cũng hiểu nhau rồi. Là tình yêu không lời. Đúng rồi, hay quá. Trò chơi này chúng ta sẽ dùng ngôn ngữ hình thể, diễn tả tay chân, làm sao nhún nhảy, sao diễn ra. Không được nói một lời nào. Đúng rồi, diễn tả sao cho cái đồng đội của mình đoán được. Phải hiểu được, phải đoán được cái cụm từ này. Và ngay bây giờ hãy cùng chuẩn bị đến với lượt chơi đầu tiên. Xin mời nhân vật nữ chính của chúng ta chọn mặt gửi vàng. Chàng trai nào sẽ mở hàng trước đây đã? Dạ, em xin chọn chàng trai đối diện với em số 3. Sao đứng kế bên tự nhiên cái Nhi xa à Nhi? Đâu gì đâu. Nhi ổn không Nhi? Em rất ổn. Mình nhìn với mắt nhau thử coi. Nhìn vô cái đó. Đó. Đầu tiên quá. Mắc cỡ rồi. Chúng ta sẽ có 1 phút 30 giây. Và 1 phút 30 giây bắt đầu. 64 ok. Liên tục. Anh em nói nhiều lên, nói nhiều lên. Tình yêu xoay vòng hả? Tình yêu xoay vòng. Khó bỏ một nha. Một xài đất anh ngồi đây, em ngồi đây hả? Rồi, đổi qua. Sống, sống. Tim, sống tim. Rồi, sống tim. Sống tim hôn. Tấm, tấm. Bé quạo rồi, bé quạo rồi. Sống. Chơi trò chơi với bạn Hoàng á, không ai hiểu ai hết. Tuy là mình không hiểu Nhi đang diễn tả gì, nhưng mà mình thấy ánh mắt của bạn Nhi với lại là cử chỉ của bạn Nhi là cực kỳ dễ thương. Hết giờ, bé đập quá đập luôn. Chúng ta sẽ là một đôi đến cái tầng thứ hai. Nhịp đập con tim, bé giờ tim, tim đập. Anh nói là sóng rồi. Âm, sóng âm là cái gì? Sóng âm. Chúng ta cũng đến từ thứ ba, không kịp. À, cái từ này thì chưa kịp nha các bạn nha, tiếng sét ái tình. Lượt chơi đầu tiên chúng ta không có đáp án nào chính xác hết. Dạ em thấy cái sự kết nối lần này của em với anh là khá là thất bại. À, mọi chuyện thì đều bắt đầu bằng khó khăn mà. Cùng nhau qua khó khăn mới đến hạnh phúc. Ghê ghê ghê. Xin được cảm ơn Hoàng rất nhiều. Các bạn đừng có đặt nặng vấn đề là mình thắng thua. Tại vì thật sự vòng này chỉ để cho các bạn hiểu nhau hơn thôi. Lượt thứ hai em chọn ai đây? Dạ em chọn số 1. Và bây giờ thì cặp đôi thứ hai của chúng ta đã sẵn sàng. Và 1 phút 30 giây bắt đầu. 6 giờ 6 giờ rồi đi ngủ thôi. 6 giờ rồi ăn cơm. 6 giờ rồi hai đứa mình đi ăn cơm. 6 giờ rồi hai đứa mình ăn cơm rồi đi ngủ. Đổi không? Đổi luôn, đổi. Trời ơi, 6 từ không ra, giờ 8 từ. 8 từ. Mình em. Em chào anh. Quá. Quá. Khó nha, khó nha. Đó, đó, cái này đỡ nè, cái này đỡ nè. Cái này giống công việc của mình luôn nè. Sáu. Em anh. Sạ. Titanic. Anh em đi. 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 Đi đâu? Đi khắp thế gian. Gần đường rồi đó, gần đường rồi đó. Anh và em. Cái từ này đi. Quen lắm. La 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 la. Là anh và em la la la. Anh. Ừ anh vẫn có bao đại dương. Ừ anh con đường. Anh em. Tôi và bạn, tôi và
5 4 hai đứa mình 3 đi khắp thế gian 2 tình yêu vĩnh cửu 1 hết giờ cùng anh đi khắp thế gian. Trời ơi trời, đây. Tất cả có cách nào diễn tả được hết, nhưng mà ý là thay vì 6 từ đoán đúng thì em đoán đúng được 5 từ. Đúng rồi, mấy cái từ sau là đúng rồi nè. Nãy anh hát cái bài đó là nhắc em cái chữ cùng anh đó. Nhi có một 4 từ rất là phong phú và đưa ra những cái từ ngữ rất là sinh động và rất là nhí dởm. Mình có một chút gì đó cảm tình với bạn Hoàng, tại vì bạn Hoàng cười rất là tươi và bạn Hoàng đúng gu mình luôn. Chàng trai tiếp theo nào. Dạ em chọn anh số 4 ạ. Chúc cặp đôi thứ ba của chúng ta may mắn và có đáp án chính xác. Nãy giờ chơi mở hàng được hết. 3, 2, 1, bắt đầu. Mấy từ? Mặt bé căng quá vậy ta. Bầu trời. Trời. Gầm. Trời đổ cơn mưa. Gần đúng. Trời. Đổ. Đổ gì? Mưa. Trời đổ mưa. Trời đổ mưa em xuống là cái gì? Trời chắc tôi chết. Thôi em qua câu khác đi. Lạnh. Em lạnh cầm vòng tay. Mấy từ? Đếm. Tất ghê á. Em cầm một vòng tay. Vậy em quá từ. Đổi gần hết trời, đổi đi. 10 giây cuối cùng mà. Trời ơi dài quá. Nụ cười. Tỏ nắng. 5 4 3 2 Nụ cười tỏ. 1 3 nắng. Hết giờ rồi. Vâng ạ. Thật sự á, chơi mà không hiểu nhau là chuyện bình thường, tại vì hai đứa mình là trước giờ chưa có quen biết nhau cho nên là chưa có hiểu tính tình về nhau. Khi tham gia trò chơi thì hơi khó cho bọn mình. Nhưng mà cũng có thể là do tần số chưa tới. Em lạnh gần chết mà anh cứ đứng lên nhìn. Em lạnh gần chết mà anh cứ đứng lên nhìn, anh không ôm em. Rồi còn hai bạn còn lại thì bạn nào muốn lên để tham gia trò chơi này trước ạ? À? Dạ xin mời anh. Xin mời. Bây giờ vòng này thì ai sẽ là người đoán và ai sẽ là người diễn tả? Câu đầu thì anh đoán, câu sau em đoán. Đúng rồi, okay. Chia ra vậy đi ha. Dạ. Chúng ta sẽ cùng đến với phần chơi tiếp theo. 3, 2, 1, bắt đầu. Mấy từ? Nói liên tục ra, nghĩ ra cái gì nói cái đó. Em. À. Trái tim. Tình yêu. Yêu. Ừ. Yêu. Yêu không. Ừ. Yêu không nói. Yêu không. Yêu không. Yêu không thèm nói. Đừng đúng. Yêu không thèm. Không phải thèm. Yêu không cái gì bỏ từ thèm đúng không? Từ nói đúng không? Yêu không muốn nói. Yêu không. Đúng luôn. Liên tục. Liệt kê. Tức quá, gần được rồi. Yêu không. Không từ nữa không? Ừ hả? Yêu không ư nói hả? Không phải. Anh nghĩ được cái chữ gì cho con nhét vô cho nó hợp và cứ nghĩ ra liên tục. Nhắc cái này là gì ta? Tức yêu ghê. Yêu không cần nói. Thôi. Hay quá. Được rồi, mừng ghê. Diễn lại đi, không được nói nha. Sáu từ. Sáu từ. Căng à. Xúc rác rồi suy nghĩ hả? Hai. Sao đứng chào nhau hoài vậy? Hai xúc. Nghỉ, hai xúc nghỉ. Cơ kỳ vậy. Đổi từ không? Đổi đi. Cái này hơi khó. À, một câu quen thuộc. Năm từ ông ơi. Năm từ. Năm từ nha. Vẽ. Đúng rồi. Vẽ một con đường. Đường. Vẽ đường. Ừ. Vẽ đường thỏ chạy. Trời ơi. Có câu nào vậy không em? Vẽ đường thỏ đi. Vẽ đường yêu ai. Con thỏ đâu. Sai. Vẽ con. Đường ngựa chạy. Vẽ đường cho chó chạy. Trời ơi. Chị thức em á. Tức quá. Cái câu gì mà quen em. Vẽ đường gì đó. Vẽ đường hưu chạy. À. Chính xác là. Vẽ đường cho hưu chạy. Dạ. Hết giờ luôn rồi. Hai người khá là hợp nhau nên bởi vậy chọn được hai đáp án trước tất cả mọi người. Dễ thương.
Biết người lùn lùn tròn tròn giống y chang mình vậy á. Nụ cười tươi, duyên. Cái lượt chơi này đã có kết quả rồi. Cũng khá là vui và xin được chúc mừng. Mình cảm ơn anh rất là nhiều ạ. Xin mời bạn cuối cùng lên sân khấu. Ở lượt này thì sao? Ai sẽ là người đoán? Cho Nhi quyết định đi. Anh diễn tả em đoán. À, ok. Và 1 phút 30 giây dành cho các bạn bắt đầu. Trời, cái này dễ nè. Câu mấy từ. Giơ ngón tay lên mấy từ trước. 4. Cầu. Cầu rồi hôn. Mình đi đâu vậy? Mình đi đâu vậy? Người ta đang diễn đó. Ôi dạ, mình là cầu rồi ngồi xuống nhẫn. Diễn tả đi, từng từ đi. Đeo nhẫn. Tên của một bài hát nha. Đeo nhẫn cho em. Cái hành động đó là làm cái gì đó? Đó cái đó. Gì mà nhẫn cỏ nè. Mình đúng không? Hẹn ước. Cô dâu. Mình bỏ qua từ đi. Mình bỏ qua từ này. Mình bỏ qua cái cuộc hôn nhân này luôn đi. 5 từ. Cái này dễ mà. Diễn tả từng từ. Tim. Yêu. Trái tim gỉ máu. Nét lại nè, diễn nét lại, diễn kỹ lại. 1, 2, 3 từ đầu tiên. 2, 3. Mình. Anh. Yêu. Em. Ê ồ. Yêu em nhất. 5 từ nha. Yêu anh, yêu em. Nhiều lắm. Dạ đúng rồi, chính xác và hết giờ luôn. Bạn Hùng là người đầu tiên trong 5 người đến chơi mà nắm tay mình sao xuyến khúc đó. Và xin được chúc mừng các bạn ở lượt chơi của mình, các bạn được 1 đáp án chính xác. Cảm ơn bạn rất nhiều. Vậy là kết thúc vòng 3 thì chúng ta đã có được những giây phút rất là thoải mái. Trinh cảm thấy là cô bé Nhi có một cái lượng gọi là vốn từ ngữ rất là phong phú trong mọi tình huống. Đúng rồi, đôi khi những cái từ rất đơn giản. Đúng rồi. Nhưng bé đi rất xa. Có một anh nắm tay em là 8 năm rồi, chưa có một chàng trai thẳng nào mà nắm tay như vậy. Còn thêm chị thẳng nữa chị. 8 năm rồi mới có một người đàn ông đụng vào tay mình. Và bây giờ thì trước khi mà chúng ta đến với cái phần mà quan trọng nhất. Đúng rồi. Là cái phần tìm ra cặp đôi của ngày hôm nay. Thì giờ xin bạn phép mời Nhi. Dạ. Mình vô vào phòng bí mật. Vào phòng bí mật nha em nha. Dạ. Tạm biệt 5 chàng trai đi, một tí mình quay trở lại nhé. Ok, một đồng tay dành cho Nhi nào. Trước khi bước vào vòng cuối cùng thì chúng ta cùng nhau nghỉ giải lao cho mấy phút nhé. Chúng tôi sẽ quay trở lại ngay. Đang quay trở lại với chương trình Tần số tình yêu. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần thả sóng cảm xúc. Theo mình nghĩ Yến Nhi là người sống nội tâm. Cái tính của ấy nếu như mà nó trái ngược với cái ngoại hình chắc chắn 100%. Nhi sẽ về với mình. Mình thấy bạn có vẻ hơi nói nhiều nhưng mà nhìn vẫn có thiện cảm. Mạnh mẽ nhưng mà vẫn cần phải có một người ở bên cùng san sẻ. Yến Nhi trở thành em gái hoặc là chị gái hoặc là người bạn thân sẽ hợp hơn là một người yêu. 3, 2, 1, xin mời. Vậy là chúng ta đã biết được có bao nhiêu người thả sóng cảm xúc trong vòng cuối cho Nhi rồi. Chúng ta sẽ cùng nhau kết nối trong phòng máy bên trong để coi Nhi đang làm gì ở trọng nha. Nhi ơi. Từ dạ ơi. Em đây ạ. À. Mặt em dễ thương quá à. Ủa chị thấy em hả? Chị thấy em chứ. Khi mà bước vào căn phòng bí mật đó một mình thì Nhi thấy sao? Dạ em thấy hơi hồi hộp. Nhi có cầm sẵn điện thoại trên tay chưa? Dạ có ạ. Rồi mình đếm trong đầu coi là sẽ có bao nhiêu người gọi. Dạ chắc là 1 hoặc là 2 thôi. Khá khiêm tốn ha. Để xem coi là 1 hoặc 2 ha. Hoặc là nếu mà có hơn thì bao nhiêu. Và bây giờ thì xin mời tất cả quý vị và các bạn hãy cùng Quốc Bảo và Phương Trinh quan sát, theo dõi và lắng nghe cái cuộc hội thoại nào đầu tiên sẽ được xuất hiện nhé. Dạ alo ạ. Alo ạ. Anh đây. Dạ em chào anh ạ. Ừ. Nghe giọng thế này em biết anh là ai. Dạ em nghe giọng nhưng mà hãy tĩnh lặng lại và dạ rồi em biết rồi.
đó thì em sẽ hiểu anh là ai nhé. Dạ em biết anh là ai rồi, sau câu nói đó. Thì anh đang ở một phương xa và anh đang nhìn thấy em đây. Trái tim của anh rung động và nghĩ đến em đấy. Nếu em có yêu thương tâm thân nhỏ bé này thì em phản hồi em cách nhanh nhất nhé. Nhưng mà anh cho em hỏi là tại sao anh quyết định anh gọi cho em? Như lúc đầu anh nói là anh là một người thích làm hơn nói. Và bây giờ anh muốn anh thể hiện nó bằng hành động nhanh nhất có thể, tiếp cận nhanh nhất có thể, nhất cự ly gì tốc độ. Dạ. Anh lúc đầu anh có nói anh là một người ma mị mà, em quên rồi hả? Dạ anh là người ma. Ma mị. À dạ anh là người ma mị, em xin lỗi. Xíu nữa ra sân khấu thì em sẽ cho anh biết đáp án của em nha. Rồi, anh chào em nhé. Dạ em cảm ơn. Và đó là cuộc gọi đầu tiên. Có người gọi em nữa. Có người gọi. Cuộc gọi tiếp theo. Dạ em chào anh Hùng. Wow. Em nhận ra luôn sao? Dạ tại em đoán á. Cái số điện thoại của anh hình như là chưa có cập nhật mà. Ủa vậy hả? Vậy chắc là em lộn rồi, xin lỗi anh là ai vậy ạ? Hình như anh cũng là anh Hùng á, nhưng mà tự nhiên cảm giác cái tim anh giờ nó đập nhanh quá. Em cũng đang đập rất là nhanh. Anh đang chờ một cuộc phản hồi, một cuộc gọi từ em. Anh cho em biết lý do tại sao anh gọi cho em được không? Em nghĩ với công việc của anh á, sẽ có rất là nhiều người đẹp hơn em và cái họ rất là xinh. Nếu mà nói ra thì không phải là anh so sánh, người yêu cũ của anh cũng thuộc gu của anh và cũng giống như em vậy. À. Và anh không phải là nhìn em giống mà anh muốn làm quen em hay là vì em giống cô đó, nhưng mà thực sự là lâu lắm rồi anh mới có một cái nhịp tim anh cảm thấy hồi hộp như vậy. Dạ rồi, em cũng có câu trả lời. Em hẹn anh khoảng chừng 5 phút nữa em sẽ báo cho anh biết. Ok. Hồi nãy em đoán con số là tới 2 thôi đó. Để coi cái điện thoại còn rung không nào. Ý, có đèn sáng rồi. Dạ em chào anh ạ. Anh chào bé rùa. Sao anh biết là bé rùa? Thì anh nghĩ là mình chỉ cần tìm hiểu một tí xíu thôi thì mình sẽ biết được cái đặc biệt của mỗi người. Thì ở nhà thì anh cũng có tên riêng và anh nghĩ tên của em và anh cũng một loài động vật cũng rất là dễ thương. Vậy anh là cá heo hả? Ở nhà anh tên là Cún. Anh Cún máy bay. Cún máy bay. Sao em rung vậy? Em cũng không biết nữa, tự nhiên nói chuyện với anh em rung. Em cũng đã có câu trả lời rồi, khoảng chừng 5 phút nữa em sẽ cho anh hay nha. Rồi anh cảm ơn em. Bé Nhi ơi. Dạ em đây ạ. Hơn con số 2 rồi, giờ là con số 3 rồi đúng không? Dạ. Em nghĩ còn nữa không ta? Dạ còn rồi. Dạ còn, giật mình gọi liền. Dạ em chào anh. Anh là chàng trai số 4 và cuộc gọi số 4 cho anh. Em nhớ anh rồi. Anh không khéo nói gì lắm đâu, nhưng mà nếu em về đội của anh thì anh hứa anh sẽ yêu em nhiều hơn. Những lời nói, anh sẽ hành động nhiều hơn. Nãy giờ em cũng để ý là em thấy anh á sống hơi nội tâm, thì tại sao anh lại chọn em trong khi đó em là một người náo nhiệt? Thì đúng rồi, lúc đầu em đã nói là bù trừ mà. Dạ, vậy thì chút xíu nữa em sẽ cho anh biết kết quả cái sự bù trừ của anh có được đáp lại hay không. Bây giờ mấy Nhi coi thử coi là cái người cuối cùng có gọi không nha. 5 4 4 3 3 2 Rung liền. Có rồi. Vậy em chào anh bán nhà. Chào em. Em không có muốn mua nhà ngay lúc này. Không, anh chỉ muốn gọi để em biết là anh có gọi em thôi. Thì tí nữa anh chỉ chờ câu trả lời của em thôi. Dạ, vậy là anh gọi cho em biết là Nhi ơi, điện thoại anh còn tiền đúng không? Dạ rồi, em cảm ơn. Xíu nữa em sẽ ra gặp anh sau nha. Rồi, cảm ơn em, bye em. Dạ. Mỗi cuộc gọi sẽ có một cái không khí riêng ha. Có một cảm xúc rất là riêng. Và cái cách thể hiện tình cảm cũng rất là khác biệt của năm chàng trai của chúng ta. Sẽ không để cho mọi người chờ đợi lâu nữa. Chúng ta hãy cùng đón chào sự quay trở lại sân khấu của Bạn Nhi. Hôm nay rất là vui. Cô bé mẫm mỉm dễ thương, nhưng mà nhận được tất cả năm cuộc gọi của năm chàng trai luôn. Em cảm thấy như thế nào vậy bé Nhi? Em vui là tại vì trong mắt mấy anh em cũng có một chút gì đó ấn tượng. Chị xin nhắc em lần nữa là trong đây sẽ có một người đến vì giải thưởng nên em cẩn thận nha. Dạ. Và bây giờ sân khấu và năm chàng trai thuộc về em đó. Hãy
Em xin lỗi, em không chọn ai cả. Thực ra em đến đây á, em cũng muốn tìm một nửa còn lại cho mình. Nhưng mà từ khi nãy giờ em chơi trò chơi hoặc là em tiếp xúc nói chuyện với mấy anh á, thực sự em rất là mến mấy anh. Nhưng mà cái mến của em chỉ mức độ làm bạn thôi chứ chưa đủ để làm tình yêu. Và em cũng sợ sáng em đi, trưa em đi, chiều em đi như vậy hoài em không có thời gian dành cho mọi người. Nhưng mọi người vẫn còn trẻ, mọi người sẽ tìm được một người nào đó tốt hơn em và một người nào đó ổn định hơn em. Em sợ mọi người chờ em lâu. Thật sự em cảm ơn mọi người đã đến đây với em. Em cảm ơn mọi người rất nhiều. Cảm ơn bé Nhi rất là nhiều. Những chia sẻ của em vừa rồi là cuối cùng thì Nhi không quyết định gọi trai cả, nhưng mà Nhi muốn sẽ là một người em gái, sẽ là một người bạn, sẽ là một người mà kết nối với nhau để có đi lên máy bay thì gặp anh chàng tiếp viên hàng không. Dạ. Có muốn mua nhà hay là tư vấn gì đó thì gặp hai anh còn lại, hoặc là có muốn đi Huế chơi thì cũng có anh chàng chở em đi những cung đường để em đi chơi. Còn bây giờ Trinh đang rất hồi hộp nè, tại vì thấy ở đây ai cũng dễ thương hết á, ai cũng thấy chân thành hết. Thôi thì trước sau gì cũng phải lộ diện. Xin mời nhân vật X của chúng ta sẽ xuất hiện. Mình đếm 1 2 3 rồi đứng lên nha mọi người. 1 2 và 3. Xin mời. Anh chàng đi hàng không. Một cái lời cảm ơn anh, muốn cảm ơn em vì em đã thay mặt anh. Nếu mà lỡ như em chọn trúng anh, nhưng mà anh nghĩ cơ hội đó không có đâu. Anh nghĩ là anh số 2 sẽ được chọn. Em không gọi ai hết, đó cũng là một phương án an toàn cho anh. Và anh đứng dậy đây để cảm ơn em đã mang đến năng lượng tích cực cho phim trường ngày hôm nay. Anh cần những người bạn mà có thể đem lại năng lượng tích cực cho mình nhiều hơn. Dạ em cảm ơn anh rất nhiều. Sẵn ở đây thì em muốn xin chia sẻ một xíu cảm nghĩ của em gửi đến tất cả các bạn nữ có thân hình mũm mĩm như em. Ừ, xin mời em. Mình là Nhi, hôm nay mình đến với chương trình Tần Số Tình Yêu á. Hồi xưa mình tự ti lắm, tự ti về ngoại hình của mình, tự ti về tất cả mọi thứ, sợ mình xấu xí, sợ mình ăn mặc không đẹp, sợ mình không phải là gu của mọi người, sợ mình vô duyên, cho nên là không dám đứng ở đây. Bữa nay mình lấy hết can đảm mình đứng ở đây, mình muốn gửi đến tất cả mọi người một câu là mập mạp như tụi mình á, dễ thương lắm. Đừng có tự ti. Nói thiệt luôn, nếu như mà người ta thật lòng yêu bạn á, người ta sẽ cưới bạn ngay thời điểm bạn xấu xí nhất. Họ sẽ tự thích nghi với bạn chứ không cần bạn phải thay đổi gì nhiều. Tại vì có những người mà đi ra đường hay chê người này người kia mập á, em suy nghĩ như là trời ơi, chắc không mập bằng tôi nên tức. Em không bao giờ buồn cái chuyện đó đâu. Em cứ như vậy rồi em sống em vui vẻ thôi. Em muốn truyền cái năng lượng đó đến cho tất cả các bạn nữ. Tự tin lên, dễ thương lắm, đừng có tự ti nha. Cảm ơn bác Nhi. Và chương trình Tần Số Tình Yêu cũng mong muốn mang đến một thông điệp là chúng ta hãy yêu quý bản thân của mình. Tại vì khi mà mình yêu quý bản thân mình thì mình mới tìm được một người yêu mình được. Và một lần nữa cảm ơn em đến đây ngày hôm nay. Xin chúc cho Nhi ngày càng có sức khỏe nè, ngày càng xinh đẹp hơn và đạt được ước mơ lớn nhất của đời mình, đó chính là trở thành một diễn viên chuyên nghiệp. Trinh cũng chúc cho 5 chàng trai còn lại sẽ sớm tìm được một nửa thật sự của mình nha. Quốc Bảo và Phương Trinh xin gửi lời cảm ơn đến tất cả quý vị và các bạn đã luôn luôn đồng hành và theo dõi Tần Số Tình Yêu. Và quý vị ơi, đừng quên khung giờ phát sóng quen thuộc của chúng ta, đó chính là vào lúc 21:35 trên kênh HTV7 vào thứ 6 hàng tuần. Chương trình Tần Số Tình Yêu được phối hợp thực hiện bởi Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh cùng với công ty truyền thông Bi. Đến đây thì Quốc Bảo và Phương Trinh cùng với tất cả những người chơi ngày hôm nay phải nói lời chào tạm biệt với tất cả quý vị và các bạn rồi. Còn giờ thì xin chào và hẹn gặp lại vào tập tiếp theo. Vậy thôi mình thề ở gì con gái thích chơi. Em muốn tìm một nửa của mình nhưng mà do là không có còn lòng tin nữa. Nói về mà tình duyên của mình á thì mình chỉ trải qua một cuộc tình thôi, chắc có gì không tin đâu, nhưng mà thật sự là như vậy. Em đây ba đứa con lận á, anh chấp nhận nổi không? Một giống mà ba đồng lời.